Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu một một nhé, cấy một sợi, chèn một sợi nhé. Đây là cái mẫu này, các bạn dán xuống mặt bàn hoặc cái miếng cặp tông cứng cho nó dễ làm nha. Đây mình đầu tiên là băng keo trắng này, băng keo hai mặt á, bạn cả một đoạn dán dán bên dưới vạch đỏ này nha. Cái mẫu này rất là dễ làm nha các bạn. Cho các bạn bóc ra, bóc cái giấy ra nha, để lại cái lớp keo này. Xong các bạn cắt băng keo đỏ, băng keo đỏ hoặc băng keo màu vàng nhé, mình trong bộ nguyên liệu nó có. Các bạn dán xuống đây. Xong chúng ta sẽ cấy lần lượt như ở cái vạch này, vạch trụ này. Chúng ta sẽ cấy một sợi tóc đầu nó chạm tới đây, đầu ngón tóc nó chạm xương bên đây. Đầu ngón tóc chạm lên vòng cung bên trên này nha các bạn. Chúng ta chỉ cấy một sợi thôi. Các bạn cứ đặt thẳng vạch nha các bạn, cấy rất là nhanh. Mới làm thì các bạn cứ làm chậm chậm thôi, sẽ là nó cong các bạn chỉnh luôn nha. Đó, chúng ta cấy hết xong lần lượt tới cái vạch nhỏ ở giữa này, nhỏ ở giữa này nha các bạn. Các bạn sẽ cấy một sợi, đầu của ngọn tóc nó sẽ chạm lên vùng cung bên dưới, chạm vùng cung bên dưới này nha các bạn. Chúng ta chỉ cần mẫu này, chúng ta chỉ cần chèn một sợi thôi.
nhớ là ngọn tóc chạm vòng cung bên dưới nha các bạn. Ở chèn giữa là ngọn tóc chạm vòng cung bên dưới, còn chỗ cao thẳng là dễ chạm vào vòng cung bên trên. Đó, chỉ cần cấy như vậy là xong nha các bạn. Cấy như vậy là xong rồi, chúng ta cắt một đoạn băng keo trắng. Keo này ta dán. Ta lột cái băng keo đỏ ra cái này ra thôi nha, còn để lại cái băng keo hai mặt để chúng ta làm tiếp nha, chúng ta không lột ra luôn nha các bạn. Cái này là chúng ta xong một cái này, hai cái như này là một cặp nha các bạn. Đây thì chúng ta lột ra nó như thế này nha các bạn. Rồi, các bạn cố gắng nha.